Quý vị ơi, hiện tại Tara đang có mặt tại thành phố Richmond trong một cái khu nhà mới toanh này luôn. Và có giá chỉ có 281.000 thôi. Và trường học khu này là Excellent lớp 1 đến lớp 12, điểm A hết luôn. Cho nên nếu như mà cả nhà quan tâm khu này là khu nào thì hãy coi đến hết video nha. Đây là căn nhà một tầng có diện tích là 1.781 square feet. Và cái cửa mình đi vào ha. Đó, mình đi vào thì được cái chỗ này nó rất là rộng, nó không có bị ngộp cho mình. Ta là thích không gian nó mở ngay đây nè. Vào một cái bên tay phải mình sẽ có hai phòng ngủ. Đây một cái phòng ngủ, đây một cái, và đây có phòng tắm. Nhà này mình có tới 4 phòng ngủ nha quý vị. Và mình có hai phòng tắm full luôn. Đó, quý vị thấy không, cái lối đi vào ở đây nè, ta là rất là thích cái kiểu như thế này. Nó không có bị ngộp tí xíu nào. Mở cái cửa ra cái là nó thoáng liền luôn á. Đập vào mắt mình, chứ không phải là những cái chỗ mà nó có những cái hallway vậy nè, mình đi vào rất là ngợp luôn. Và cái thiết kế theo phong cách là quý vị thấy không, mở rộng thoáng ha. Vào nhà một cái là cảm thấy sinh khí rất là nhiều rạng trời luôn quý vị. Đây là khu vực bếp nè để nấu ăn, và mình có countertop là bằng granite hoặc là đá quartz cho mình ha. Nói chung là cũng chất lượng, ta là thấy rất là ok luôn. Và hiện tại á, Builder có những cái chương trình promotion cho quý vị. Nếu mà quý vị mua nhà, mình sẽ được free cái moving package luôn. Thì cái moving package đó là mình sẽ có tủ lạnh nè, và máy giặt cộng máy sấy. Thường thì có khi là không có đâu, nhưng mà hiện tại là đang có. Và có luôn màn cửa, cái blinds cho tất cả cái phòng ngủ. Chỗ nào có cửa sổ là đều có cho quý vị. Cộng theo là cái garage opener cho mình luôn ha. Quý có nhiều quý vị nói là ô cái garage opener là phải có chứ, nhưng mà thật sự là không quý vị, có những cái builder họ không có cho cái đó, thì mình phải tự đi mua và mướn người lắp ráp vô thì cũng khoảng tốn khoảng 500 đến 600, và hiện tại cái đó cũng được free luôn. Và thêm một chi tiết đặc biệt của ngôi nhà này của Dear Holden này đó là bây giờ họ sẽ dùng spray foam cho mình luôn. Như quý vị thấy trên đây này ha, tất cả cái nhà, cái insulation đó, họ sẽ dùng spray foam để mà xịt hết luôn. Thì spray foam của nó có tính năng là tiết kiệm nhiệt nè và cách âm tốt nè. Thì cho ra như cái nhà này nó 1.700-1.800 square feet đi, tiền điện mà cho mùa mát thì cho ra nghĩ khoảng từ 5-60 thôi. Còn nếu mà mùa hè ta ra nghĩ maximum chừng khoảng 120 là dữ lắm rồi, chứ không thể nào mà nhiều hơn được nữa đâu. Và cái flooring, cái sàn của mình đó, là được lót bằng vinyl xuyên suốt cho những cái khu vực mà phòng khách nè, phòng bếp và cái hallway. Còn phòng ngủ thì mình vẫn xài thảm nha cả nhà. Bên trong đây nè, mình bước vào là phòng ngủ master trong đây ha. Được cái là Dear Holden nó họ build cái phòng ngủ master khá là rộng luôn. Và trong đây mình có phòng tắm master. Thì hôm nay Tara sẽ dẫn cho quý vị coi hai nhà luôn, nhà một tầng và nhà hai tầng, để mình coi có sự so sánh như thế nào, có sự khác biệt như thế nào. Có người thì thích nhà một tầng, có người thì thích nhà hai tầng. Và đằng sau quý vị vẫn có luôn cái covered patio phía sau nha. Hai tầng cả nhà ơi, nhìn cái mẫu này thì có những người không thích một tầng, thích hai tầng, kiểu nhìn ở ngoài nó hoành tráng thì đây nha quý vị. Và nhà này có diện tích là 2.251 square feet, mình cũng có 4 phòng ngủ luôn, 3 phòng tắm hoặc là 2.5 phòng tắm. Đó, quý vị thấy không, có gạch nè, nhìn nó rất là kiểu modern đúng không, nhìn cái màu này nó không bị cũ đâu. Và hiện tại đang có một cái căn ở cul-de-sac luôn, miếng đất nở hậu đang available, cho nên nếu như quý vị quan tâm thì hãy alo cho team Tara liền nhé. Bây giờ thì vào coi bên trong với Tara. Tara thích một cái là bước vào nó rất là rộng rãi thoải mái, không phải là một cái hallway dài đi ha. Và bên tay trái của mình đây á là quý vị sẽ có một cái phòng ngủ nè, một phòng giặt sấy nè, và một cái phòng bathroom. Coi như ai mà ở cái phòng ngủ phía trong này sẽ được hưởng luôn cái bathroom đó ha. Và nhà này tuy là hai tầng nhưng mà sẽ có hai phòng ngủ ở tầng 1, hai phòng ngủ ở tầng 2. Cho nên ta đã thích những cái kiểu như vậy, mình chia như vậy á. Thì nhiều khi mà quý vị có cha mẹ lớn tuổi có thể ở cái phòng đó nè, hoặc là có con em nhỏ đó thì mình cũng có thể ở đó để mình chạy qua chạy lại cho nó dễ. Cầu thang mà để bước lên lầu thì tầng 2, một hồi nữa mình sẽ coi là sẽ có hai phòng ngủ trên đó. Và thiết kế cũng là mở luôn quý vị, mình có một cái bàn ăn dinner ở đây hoặc là breakfast ở đây luôn. Và khu vực bếp nè, gọn gàng xinh xắn. Cái island ở đây đó thì người ta làm cũng theo những cái kiểu mới về sau này,
Đó là đá này, đây là bằng đá quartz cho quý vị này nha. Và sàn nhà thì vẫn bằng là vinyl cho mình luôn, phòng khách ở đây. Cho nên nhiều khi mình nấu ăn ở đây mình quan sát đó rất là rộng rãi, thoải mái. Và cái phòng ngủ master nằm ngay đây luôn nè. Đây là một cái đặc điểm nha quý vị, có nhiều, nếu mà mình tinh tế và mình để ý một tí xíu á, có nhiều khách của Tara thích cái phòng master á, nó đi vào như thế này nè. Chứ nó không phải, đây là cái cửa, quý vị hiểu không? Đây là cái cửa, nhiều khi á, mà mình ở đó đấy, mình có thể nhìn thẳng vào cái phòng master luôn, nhưng ta không có thích. Tức là nhiều khi quên đóng cửa đi, người ta không có tiền thẳng. Nhưng mà đây là cái thiết kế mà nó cảm thấy rất là tinh tế, nó tinh ý nè quý vị, đó quý vị không? Nó sẽ đi vào cái góc này vậy nè. Thì nhiều khi mình lỡ mình không quên đóng cửa đi, mình cũng thấy nó cũng thoải mái hơn. Nhiều người họ thích cái không gian nó rất là privacy mà kiểu như không muốn ai có thể nhòm ngó. Thì cái đó cũng là một cái hay, và Tara thấy là builder họ xây cũng để ý cái chuyện đó nè. Phòng của master của Dear Horton đặc biệt rất rộng nha cả nhà. Những cái phần mà cái action wall như thế này đó, mình làm lên nó chỉ tốn vài trăm đô thôi. Nếu mà mướn người làm còn tự mình làm thì thật sự rất là rẻ luôn. Nhưng mà nó là cái điểm nhấn cho cái phòng của mình, quý vị thấy không? Thay vì mình chỉ sơn bình thường thôi không, thì mình mua những cái gỗ đó mình ghép lại, mình design nó, thì nhìn cái phòng mình nó có điểm nhấn và rất là đặc biệt luôn. Bên trong đây thì nhà của dòng này thì mình sẽ không có bathtub, thay vào đó thì mình sẽ có một cái bồn tắm đứng rất là rộng ha, coi như phòng tắm đứng luôn. Và bên trong đây là cái tủ walking closet, đối với Tara là khá là bự luôn. Vì thấy không, nhà chỉ có khoảng tầm 400 ngàn thôi, và hiện tại đang có một căn 366 ngàn luôn ha. Và ở đây nè, nó có thêm một cái chỗ storage ở đây luôn. Ở vì thấy không, chỗ này thì Tara nghĩ chắc để đồ cho mấy ông, còn khu vực này thì cho mấy chị nha. Tầng 2 đó thì quý vị có hai phòng ngủ nè, và mình có thêm một cái phòng game room khu vực này luôn. Có một cái nhà rất là gọn gàng, xinh xắn. Ta đã nghĩ thấy có khoảng tới bao nhiêu? Gần 2.300 square feet đó quý vị, thấy không? Và hiện tại nha, có một cái căn đang on sale quý vị, là to hơn cái này tí xíu, là 2.366 square feet. Và cái giá nó sau khi mà giảm là còn 366.000. Quý vị tưởng tượng một căn to hơn căn này mà 366.000. Và khu này trường học là excellent luôn nha cả nhà. Tiền thuế đó là 298. Nếu mà quý vị xin giảm thì Tara nghĩ còn khoảng 2.5-2.6. Mà ai mà là senior đó thì xin sẽ giảm được thêm nữa. Và cái tiền HOA cho khu vực này là 900. Và từ đây mà mình đi ra khu Belen, người Việt của mình đó, thì chỉ mất khoảng 30 phút thôi. Đến khu ăn uống nè, Belen sinh hoạt hay là chợ này kia rồi. Và phía sau đi vô này đó là mình sẽ có hai phòng ngủ nha cả nhà, hai phòng ngủ cộng với là một phòng tắm luôn. Và quý vị ơi, hiện tại có một căn đang on sale rất là mạnh luôn, và diện tích là 1.409 square feet, và giá sau khi giảm chỉ có 281.000 thôi. Khu vực này Tara xin được lập lợi là có trường học excellent, điểm A từ lớp 1 cho đến lớp 12 luôn. Và từ đây mà mình ra Belleg, người Việt của mình là khoảng tầm 30 phút ha, lên Downtown Medical Center thì tầm khoảng là 35 cho đến 40 phút, tại vì mình có một cái Westpac Tollway đi thẳng lên trên đó luôn. Đi đến những cái khu mà mua sắm ở đây nè, Walmart nè, hay là những cái chỗ phòng tập nè, đồ ăn uống nè, thì chỉ khoảng từ 5 cho đến 6 phút là mình đã đến cái khu shopping center đó rồi. Và những cái căn này á, thì nếu như mà quý vị mua cái căn nó to hơn tí xíu, giống như căn này này ha, là 2.336 square feet, thì có giá là sau khi giảm chỉ còn 366.000. Thì quý vị tưởng tượng trong khu này thì nhà nó sẽ rơi vào khoảng 208 cho đến khoảng 400.000. Cái dòng giá rất là vừa vặn bình dân luôn. Tuy nhiên thì thường thường ta đã thấy nha, những cái khu nhà mà giá rẻ đó thì trường học chỉ khoảng là B hoặc C thôi. Và khu này cái điểm nổi bật của nó là trường học A hết luôn, cho cái dòng nhà giá bình dân. Cho nên vì thế mà Tara phải bấm máy và đi quay gửi đến quý vị liền. Và quý vị vẫn có thể mua để mà đầu tư cho thuê vẫn tốt luôn nha quý vị. Họ vẫn cho phép chuyện đó luôn. Và thêm một chương trình đặc biệt nữa, nếu như mà quý vị đi với lại lender của builder thì mình sẽ có 10.000 tiền closing cost. Và nếu như mà builder không chấp nhận mình thì mình vẫn có thể lấy cái tiền đó để mà mình đi ra ngoài bên outside lender ở bên ngoài, thì họ vẫn cho mình là 7.500 tiền closing cost thay vì là 10.000, nhưng mà vẫn được tiền closing thì
Rất là tốt đúng không ạ? Quý vị ơi, nếu mà quý vị chưa biết thì mình là Tara Trang Lê, chuyên viên địa ốc của khu vực thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, và team nhà đẹp Hoa Kỳ có mặt ở những thành phố vòng Texas giống như là Dallas, San Antonio hay là Austin. Tara đều có team ở khu vực đó, cho nên nếu như mà quý vị muốn tìm hiểu về thị trường địa ốc của khu vực Texas hay đơn giản là muốn xem nhà đẹp thôi thì đừng ngần ngại gì cho kênh một cái like cũng như là đăng ký kênh, subscribe và nhớ là like cái video này nhé.